Rồi, Audrey. Yeah, Audrey sit here, okay? Okay. Okay. Hand off. Hand off. Hand off the face, okay? So, JD, which one you want? I want orange. Okay, JD can have the orange one. I want orange. No, I won't have orange. I won't have one. Well, no, just, I won't have it. No, I don't want to have it. I want the green. What? No, I want it. Okay, this is for JD. Look, look at Audrey. This is yours. It's mine. Yeah. Hey, hey, wait, wait. It's a challenge. So you have to wait, okay? Mine too. You both have to wait for me. Okay, wait, wait. Leave the ice cream there. Until I come back, then you guys can eat it. Okay? Wait until I come back. Okay, be a good one, okay? Okay, bye-bye. I'm gonna go to the restroom. Wait until I come back. That's weird. No. Daddy, look, Daddy, I have ice cream. Oh, yeah, ice cream? Yeah, I have the... Hey, come on, look! Okay, now you can eat the ice cream. Good job. Did you wait for me? Yeah. Yeah, good girl. Tóc da trì nó phủ phủ cái mặt, tóc cho cái mặt nó sát sủa, mặt mà để mặt là cái mặt tiền, phải cho nó sát sủa cái mặt. Where's Daddy? Where's Daddy? Daddy's cleaning. Okay, is it good? Oh, good job. Wow, I'm so proud of you guys. You waited for me, huh? That was good. Good. You like it? No, I should eat it. Huh? I should eat it. You eat it? You didn't wait for me? Yeah, that mine. Did you wait for me, Katie? No. You ate it too? Yeah. Then you guys didn't wait for me. That's not good. I told you guys to wait for me. Next time, try to wait for me, okay? Okay. Be more patient, okay? Okay. Oh, we are matching today. Look, look at the color of my shirt and Audrey's shirt. We are matching color. Look, look, look at my shirt. See, it's the same color. That's my color? Yeah. This is my favorite color. Is it your favorite color? Okay. Wow. Audrey, is that good? That green tea. Đảm bảo là Audrey nào giờ là chưa bao giờ ăn cái green tea này đâu. Green tea này thì chỉ có còn châu Á mình ăn nhiều chứ Audrey Mỹ chưa bao giờ ăn này không. Ăn được. Ngon chay. Ăn được. You like it? Yeah. Let me try. Yeah. Ask Audrey. You ask Audrey. You don't ask me. Can I have it? Can I? Can I eat it? She didn't hear you. Can you say it louder? Audrey, can I eat it? Say what about you have Audrey dry your. Okay, you can try mine. And what's it? Okay.
Ngon. Is it good? Rồi lấy khăn giấy, khăn giấy. Need some napkin, okay? We you each need some napkin. No, don't. Nè. Ủa cái gì vậy? Nè. Rồi, chùi miệng. Chị đi, nha. Con chùi miệng con đi, Audrey, chùi miệng Audrey. Giỏi. Trừ bữa nay giữ dằn người ta qua đây chơi nguyên cả ngày của ta. Thường thường là qua chơi vài phút rồi đi về rồi mà. Ông ở cửa thôi. Hả? You go thôi. Come in. Where you wanna go? Just come. Hả? Just come in my room. Just come home. Oh, you wanna go home? No. Just come. Just come? You want Jay to come to your house? Yeah. You wanna come? You wanna come to Audrey's house? Yeah. Eat your finish your ice cream. No, you don't want to. Mommy, I finish her house. Mommy, you. Vậy? Are you doing finish on your house? No. No. You want to say yes or no? She said no. Audrey, không muốn ăn kem nữa con. Không muốn blue. Đây con. Hả? Audrey muốn đi về rồi kìa. Hả? Thôi đủ rồi con, để cho Audrey về đi, để cho ba dẫn cho Audrey về rồi cái con ở nhà đi con. Muốn đi Audrey chi, bên đó thì chơi từ sáng giờ rồi. Con xin phép mẹ làm sao, con lại con khoanh tay con xin phép mẹ, con để con đi được, con đi qua nhà Audrey chơi coi. Mẹ please, mẹ. Nói tiếng Việt coi, mẹ ơi. Mẹ cho con qua nhà Audrey chơi nha mẹ. Nha mẹ. Con chỉ chơi chừng nào con về. Ủa, con đi chơi con không về luôn. Con nói lớn lên, con xin mẹ con nói lớn lên coi. Mẹ, dạ mẹ ơi. Dạ, mẹ cho phép con đi qua nhà Audrey chơi. Mẹ cho phép con. Mẹ cho phép con. Qua nhà Audrey chơi. Rồi con chơi chừng nào con về. Rồi con về, con chơi chừng nào con mới về. Ok gì mà chừng nào mới về mà ok. Audrey, you want to put me, you want my help? Okay, putting your shoes on. Is it on? Audrey chơi dép giống cao bồi được dữ chưa? Oh, Audrey, I have a hat for you. Oh, I have a hat for you, Audrey. Here you go. Yeah, for you. Yeah, put it on your hat. Can you say thank you? You're welcome. Oh, wow, that's so cute. Is it your favorite? Here you go, JD. This is yours. Ê, mang dép ngược rồi. Dép ngược. Mang lại. Lớn già cái đầu rồi mà còn mang dép ngược. Mang lại đôi giày cho mẹ. Cởi ra. Tự động cởi ra. Mang lại đôi giày cho mẹ. Tự động cởi ra. Audrey tự động mang vô được thì con phải tự động mang vô được. Con lớn hơn Audrey mấy tháng rồi nghe chơi nha. Rồi. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi đó. Con có đi, nãy giờ con có đi vệ sinh chưa? Khi mà con muốn đi vệ sinh con phải hỏi ba mẹ Audrey nói là con muốn đi vệ sinh nghe không? Rồi, đội nón vô. Bỏ cây kem xuống. Tự động đội nón vô. That was really really polite, baby. Let's put together, okay, Daddy? Can have this. Mommy needs. Yeah. Daddy, I split together, Daddy. Daddy, come on, Daddy, look. Daddy, look. Daddy, I'm squishing together, Daddy. I'm coming to look right now. Daddy, Ozzy squished together. Oh, you guys are sharing together? I'm so proud of both of you. You both are very good girls. Con mời cô chú. Bug you. Nữa.
No. I want this. I want this one. I want this one. Hai đứa này cái tôm mặt, hai đứa này cái tôm mặt. Push. Ủa nước nào không là nước? Nước này có gì đâu? Nước cái này. Mò. Baby, do we still have the Cheetos? They want more. They want more Cheetos. What about ice cream? Oh, okay. I have a challenge for you guys. You guys want ice cream? Okay, I'm gonna have a challenge. Okay? Okay. Hi, Adri. Yeah. Hi. Adri, can you go? Trời ơi, con bả người bả đi nó bả đang Adri time to go. Adri, can you give me a kiss? Oh, trời đó ơi, thank you. Rồi, JD, you have to. JD. Mặc áo lạnh vô con, bỏ cái kem xuống mặc áo lạnh vô. Ở ngoài trời lạnh dữ lắm. Adri, wear your jacket. Đây nè. Áo lạnh này của Trang nè, Trang mặc vô đi. Rồi, áo lạnh này của Adri nè. Adri tự mặc vô. Rồi, tự mặc vô đi. Trời ơi, có ai đời mà mặc áo khoác cái kiểu đó không trời? À, trời đất ơi, con. Trời ơi, ai mặc áo khoác kiểu gì lạ đời dữ vậy? Trời ơi, hay ghê chưa? Hay ghê chưa? Quá tài luôn. Trời ơi, quá tài ba. Rồi, Adri, do it yourself. Put the jacket on yourself. Adri tự mặc vô coi. You don't know how? Okay, this way. Rồi. Trời ơi, chưa gì đi ra rồi hả? Rồi. Okay. Daddy, can you take them back to their house, please? Okay. Chờ Daddy. Ủa cái chú kia, chú ice skate ngoài đó kìa. Wow. Yeah. Chờ chút, ba dẫn gì đi. Chờ chút. Wait for Daddy. Wait for me. JD, zip up your zipper. Come here. Vô đây. Mày zip thì phải zip bò lại chứ không phải là lạnh bụng. Daddy. Zip her zipper up. Oh, come here so I can zip your zipper up, Katie. Rồi con nhớ con đi chơi chút, là chừng nào mà con bắt vệ sinh là con xin cho con đi vệ sinh nha. Still got all. Chú, bên này có hai đứa con, cái là thôi rồi đó nha. Mệt thôi luôn. Nhẹ nhàng rồi, okay. Bye guys. Bye. Share, okay. Make sure.